Trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với việc giải phương trình bậc nhất mà có chứa tham số. Các em quan sát cho cô phương trình của bài trước chúng ta đã để cho phần bài tập về nhà. Ở đây chúng ta phương trình của chúng ta có ẩn là x. Và bậc cao nhất của ẩn ở đây vẫn là bậc 1. Như vậy đây vẫn thuộc loại phương trình bậc nhất một ẩn. Bước thứ nhất là các em sẽ đi kiểm tra cho cô cái phương trình này. Và chúng ta thấy rằng ở phương trình này chúng ta có chứa mẫu. Trình để xác định đó là A cộng 2 khác 0, tức là cái biểu thức nằm ở mẫu. Thứ hai là A trừ 2 khác 0. Và cái biểu thức thứ ba là 4 trừ A bình phải khác 0. Vậy lúc này chúng ta sẽ có A sẽ có điều kiện là khác trừ 2, A khác 2. 4 trừ A bình thì chúng ta viết được theo hàng đẳng thức. 4 thì chính là 2 mũ 2. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ viết thành 2 trừ A nhân với 2 cộng A khác 0. Và chúng ta cũng có là 2 trừ A khác 0, 2 cộng A khác 0. Thì ta sẽ thu được là A khác 2 và A khác trừ 2. Tức là nó trùng với cái điều kiện của hai cái điều kiện trên. Cho nên chúng ta không cần viết nữa. Thì đến đây thì chúng ta sau khi có điều kiện rồi thì các em sẽ cần phải tách cái phân thức của chúng ta ra tại các cái vị trí của dấu cộng. Chú ý ở đây chúng ta sẽ phân tách giữa ẩn và biểu thức không chứa ẩn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có các cái dấu cộng và dấu trừ, ở đây chúng ta sẽ tách này. Bắt đầu chúng ta sẽ tách ở cái vị trí này. Đây là vị trí ngăn cách giữa ẩn và biểu thức, bên này là không có ẩn. Ở đây tương tự, x có ẩn và bên này không có ẩn. Chỗ này chúng ta cũng tách tại đây. Vậy khi đó thì cái phân thức của chúng ta sẽ được viết như sau. Ta có x chia A cộng 2 rồi cộng với A trừ 1 chia A cộng 2 cộng với x chia A trừ 2 trừ đi A chia A trừ 2 cộng với x chia 4 trừ A bình trừ đi A chia 4 trừ A bình bằng 0. Sau khi tách rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là đánh dấu những cái biểu thức, những phần mà có chứa x. Thì ở đây chúng ta sẽ có là ba cái phân thức này là ba phân thức chứa x. Chúng ta sẽ thực hiện là nhóm x vào một nhóm, và x ở đây chúng ta nhóm với hệ số x là 1 hết. Hệ số x là 1. Còn cái phần không chứa x là những cái phần còn lại chúng ta sẽ thực hiện chuyển sang vế bên phải. Ta thu được cái phương trình mới lúc này như sau. Ta nhóm x ra thì bên trong lúc này sẽ còn x được nhóm làm chung. 1x chia A cộng 2, vậy ta nhóm x rồi. Nhóm x ra ta còn là 1 chia A cộng 2. Chỗ này là cộng với, đây dấu cộng này. Nhóm x ta còn 1 chia A trừ 2. Tiếp theo, đây cũng đến dấu cộng. X đã nhóm. Đó, chúng ta chỉ nhóm x thôi. 1 chia 4 trừ A bình. 4 trừ A bình bằng. Ở đây chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái biểu thức không có x này sang vế bên phải. Và chúng ta nhớ chúng ta sẽ đổi dấu đi. Ở đây là dấu cộng thì chuyển vế ta thành dấu trừ. Tương tự như thế. Ta có hai cái dấu trừ này. Một dấu cộng thì bây giờ sẽ đổi thành hai dấu cộng, một dấu trừ. Chúng ta viết dấu cộng trước này. Cộng A chia A trừ 2 cộng với A chia 4 trừ A bình. Và ở đây chúng ta chuyển dấu cộng thành dấu trừ. Trừ A trừ 1 trên A cộng 2. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện thu gọn cái biểu thức ở trong ngoặc và thu gọn cái biểu thức ở vế bên phải. Thì khi thực hiện thu gọn thì chúng ta sẽ phải đi tìm các cái mẫu chung. Thì ở đây cô sẽ phân tích như sau. Chúng ta có mẫu. Mẫu ở cái trong ngoặc, tức là cái hệ số của x lúc này nó sẽ là A cộng 2, A trừ 2 và 4 trừ A bình. Trong khi đó 4 trừ A bình thì ta viết thành 2 trừ A nhân 2 cộng A rồi. Được chưa? Cho nên chỗ này A trừ 2 ta có thể viết thành trừ 1 nhân 2 trừ A. Đó, thì nó sẽ thu được là. Vậy lúc này chúng ta sẽ thấy rằng cái mẫu chung của cái hệ số x này
nó sẽ là 2 trừ a nhân 2 cộng a. Và bên này chúng ta thấy rằng cái mẫu của chúng ta cũng tương tự. Ta có mẫu là a trừ 2, 4 trừ a bình và a cộng 2. Như vậy mẫu nó cũng trùng với mẫu bên này, đúng không? Cho nên lúc này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ quy đồng để có mẫu chung. Mẫu là 2 trừ a nhân 2 cộng a. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ nhân thêm với 2 trừ a vào tử và nhân luôn với 2 trừ a vào mẫu. Tương tự ở đây thì ta đã biến đổi a trừ 2 để thành trừ 1, cho nên ta sẽ nhân trừ 1 và 2 về. Đấy, nhân trừ 1. Sau đó chúng ta phải nhân thêm là a cộng 2, tức là 2 cộng a giống nhau. Đúng không? Ở đây chúng ta có mẫu rồi, ta không cần nhân thêm. Bên này chúng ta cũng tương tự. Ta cũng lấy mẫu chung là 2 trừ a nhân 2 cộng a. Vì vậy ở đây ta cần nhân thêm là trừ 1. Nhá. A trừ 2, bây giờ ta nhân thêm trừ 1. Rồi ta phải nhân thêm là 2 cộng A nữa. 2 cộng A. Rồi, 2 cộng A. Như vậy ta sẽ có mẫu chung. Bên này chúng ta mẫu chung chúng ta đã đủ rồi, ta không cần nhân thêm. Ở đây ta sẽ nhân thêm là 2. Và mẫu chúng ta cũng nhân thêm 2 trừ A. Ta được 2 trừ A. Mẫu cũng nhân thêm 2 trừ A. Đó. Thì sau khi nhân thêm thì cái phương trình của chúng ta sẽ chuyển về phương trình mới như sau. Chúng ta thu được cái phương trình mới nè. Chúng ta theo dõi lại này. Tử bây giờ sẽ là, mẫu sẽ là 2 trừ a nhân 2 cộng a. Như vậy ta có mẫu chung 2 trừ a nhân 2 cộng a. Và tử của chúng ta lúc này sẽ là 1 nhân 2 trừ a, tức là 2 trừ a cộng với 1 nhân âm 1, 1 nhân âm 1 và phải nhân thêm a cộng 2. Ở chỗ này cô viết thiếu, chúng ta cần phải nhân thêm cả a cộng 2 ở đây nữa, đúng không? Thì chúng ta mới được mẫu chung ở chỗ này a cộng 2. Như vậy ta sẽ được này, 1 nhân âm 1 là âm 1 nhân với a cộng 2 thì ta sẽ ra được là âm a cộng 2, đúng không? Ta sẽ có âm của a cộng 2. Rồi, tiếp theo chúng ta đến là dấu cộng này. Cộng 1. Cộng 1 nhân với x và bằng. Với bên này chúng ta có a nhân với âm 1 nhân với a cộng 2. Như vậy ta có viết thành là trừ này a nhân với a cộng 2. Rồi, cộng với a, chỗ này không nhân thêm, chúng ta viết cộng a. Tiếp theo, trừ đi a trừ 1 nhân 2 trừ a. Trừ a trừ 1 nhân 2 trừ a. Và chúng ta có mẫu ở đây nè. 2 trừ a nhân 2 cộng a. Thì lúc này các em thấy hai mẫu ở hai vế giống nhau. Nhá. Và mẫu của chúng ta là đã thỏa mãn khác không rồi. Do là chúng ta đã đặt điều kiện để cái phương trình của chúng ta xác định. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ với 2 trừ a nhân với 2 cộng a. Bên này ta cũng nhân là 2 trừ a nhân 2 cộng a. Để làm gì? Để chúng ta triệt tiêu. Đã, nhân cả hai vế thì phương trình của chúng ta không đổi và chúng ta có thể triệt tiêu được mẫu. Do đó lúc này phương trình của chúng ta sẽ đưa về phương trình mới như sau. Ở đây chúng ta thấy triệt tiêu rồi thì mẫu bằng 1 hết. Cho nên ta còn này, 2 trừ a. Do ở đây chúng ta còn nhân với x, cho nên chúng ta phải đóng mở ngoặc. 2 trừ a. Rồi đây là trừ 1. Trừ 1 nhân a là trừ a. Đúng không? Rồi trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Cộng với 1. Bằng này, ta lấy trừ a nhân với. Trừ a nhân a bằng trừ a bình. Trừ a nhân 2 là trừ 2a. Cộng với a. Trừ đi. Ở đây ta lấy này. A nhân 2 là 2a. Vậy trừ 2a. A nhân a bình. Tiếp theo ta lấy. Trừ 1 nhân 2. Trừ nữa thành cộng 2. Trừ 1 nhân trừ a là cộng a. Và trừ thành trừ a. Và mẫu chúng ta cũng đã cử 2 và trừ 2. Ví rút gọn được cho nhau. Không? Trừ a với trừ a ta sẽ còn là
trừ 2a cộng 1 nhân x cũng lại bằng trừ a bình với cộng a bình, ta rút gọn bằng 0. Trừ a với cộng a cũng bằng 0. Vậy ta còn lại là trừ 2a với trừ 2a. Đúng không? Trừ 2a với trừ 2a ta có a chung. Trừ 2 với trừ 2 là trừ 4a. Trừ 4a và đây ta còn cộng 2. Thì ở đây chúng ta thấy được trừ 2a thì chúng ta có thể viết thành là trừ 2 nhân 2 nhân a. Cho nên ta có thể nhóm 2 là chung. Có nghĩa là ta thu được một cái phương trình như sau. Cô sắp xếp lại trừ 1 trừ 2a nhân x sẽ bằng 2 nhân với, ở chỗ này là 2 nhân 1 nhá. Khi mình nhóm 2 rồi thì chỗ này còn 1. Chỗ này là dấu trừ đi. 2 chúng ta đã nhóm rồi, ta còn trừ 2a. Đó. Thì đến đây bắt đầu chúng ta sẽ biện luận cái phương trình này, đúng không? Để chúng ta kết luận về số nghiệm. Vì đến đây là cái phương trình của chúng ta đã đưa được về cái dạng chuẩn của phương trình bậc nhất rồi. Nhá. Phương trình bậc nhất có dạng chuẩn đây chính là hệ số của x nhân với x và bằng hệ số tự do. Với cái phương trình này chúng ta sẽ đi biện luận cái hệ số của x. Không? Thì hệ số của x ở đây các em thấy rằng chúng ta có này. Ta có là nếu như cái hệ số của x này khác 0, tức là nếu như 1 trừ 2a khác 0, thì chú ý khi các em giải cái điều kiện này thì chúng ta phải nêu ra a nhé. Thì để có được a thì chúng ta thấy đây, 1 trừ 2a khác 0. Thì ta sẽ cộng vào hai vế với 2a. Thì ta thu được là 1 khác 2a. Bây giờ để có a ta chia hai vế cho 2. Thế vậy a khác 1 phần 2. A khác 1 phần 2 này. Thì ta kết luận rằng phương trình sẽ có một nghiệm. Đó. Thì khi cái 1 trừ 2a này khác 0, thì các em thấy là hai vế của chúng ta đều có 1 trừ 2a, cho nên ta có hoàn toàn có thể chia hai vế cho 1 trừ 2a. Vì vậy lúc này ta chỉ còn là x bằng 2 thôi. Trường hợp thứ hai là nếu như 1 trừ 2a mà bằng 0, có nghĩa là ta thay dấu khác để bằng dấu bằng. Đó. Thì lúc này các em được này, 0 nhân x sẽ bằng. Bên này ta có 2 nhân với 1 trừ 2 nhân a, tức là nhân 1 phần 2. Vậy ta thu được 0 nhân x bằng 0 bằng 2 rút gọn cho 2, như vậy 1 trừ 1 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0. Cho nên hai vế này bằng nhau, tức là phương trình có vô số nghiệm. Đó. Rồi, vậy đây chính là cái kết luận của bài toán. Tuy nhiên các em chú ý là cái bài toán này nó có điều kiện cho A ở ngay khi chúng ta làm bài toán. Tức là A phải khác cộng trừ 2. Cho nên ở đây chúng ta có thể kết luận là gì? Nếu như A khác cộng trừ 2 và A khác 1 phần 2 á, thì phương trình sẽ có nghiệm x bằng 2. Nhá. Còn trường hợp A bằng 1 phần 2 thì phương trình sẽ có vô số nghiệm. Được nhỉ? Rồi, như vậy bài giảng hôm nay của cô là chúng ta tiếp tục với cái bài toán về phương trình bậc nhất và chứa tham số. Thì cách làm bài này thì các em chú ý là chúng ta cần phải biến đổi thật chính xác để chúng ta đưa về cái phương trình bậc nhất có dạng là AX bằng MB nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo. Câu C. Chúng ta làm với phương trình sau. 3X cộng với x chia a trừ đi 3a chia a cộng 1 bằng 4ax chia a cộng 1 bình phương cộng với 2a cộng 1 nhân x chia a nhân với a cộng 1 bình phương trừ đi 3a bình 3a bình nhá. Trừ 3a bình chia a cộng 1 mũ 3. Để giải bài này thì các em chú ý là chúng ta vẫn thực hiện cách làm giống như các cái bài tập mà cô vừa hướng dẫn ở trên. Và bài này chúng ta sẽ suy nghĩ để giải. Và trong cái bài giảng sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta chữa bài này nhé. Và video hôm nay chúng ta sẽ dừng lại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục với các cái bài giảng tiếp theo. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng hôm nay.